Về cái sản phẩm bên mình ấy, sở hữu nó đẹp ấy, thì mọi người có thể thấy ở ngoài thị trường nó sẽ có hai loại, một loại là nền to và thứ hai là nền nhỏ. Thì mọi người nói những cái nền nhỏ này ấy, làm nó cực công hơn rất là nhiều nha mọi người thấy không? Nó sẽ bo góc mà, bo góc mà. Đó. Do vậy khi mọi người có thể thấy là như khi mà các cái điểm massage ấy, mà mình càng làm nhiều cái điểm nhỏ ấy, thì nó massage nó sẽ được massage được nhiều điểm hơn. Ghế dây nó cũng vậy nha mọi người. Đó, mình ngồi mình trải nghiệm. Đó. Nằm rất là thoải mái và rất là đã nha mọi người. Và cái chiều ngang của mình khi mình phủ bì của cái này á, chiều ngang của nó sẽ là 74,5 là mọi người thấy không? Lọt lòng của cái này ấy, thì nó sẽ là 58 à. Đó. Và xin nhắc lại mọi người là càng nhỏ thì nó massage nó rất là đã nha mọi người, và làm nó sẽ cực công hơn nhiều. Tại vì sao cực công? Thì mọi người có thể thấy là ở phía đằng sau á, cái phần dây á, phần dây như vậy nè, mọi người để ý coi, nếu mà bản to thì mình bắn bản bản to thì mình chỉ cần bắn 3 vít thôi, còn nếu mà bản nhỏ thì mình phải bắn 4 vít từng con mỗi thanh nó sẽ là 2 vít 2 vít. Do vậy khi mọi người xài những cái bản như vậy thì nó làm nó thứ nhất là nó đẹp, nhìn nó thanh, thứ hai là nó chất lượng của nó ok, nó chắc hơn nhiều. Mình thấy là nhiều cái bó đũa ấy, mình gộp gộp lại ấy, nó sẽ rất là chắc hơn là mình làm những cái nền to ấy. Đó. Đây, và cái kiểu này thì mọi người có thấy đó, nằm khi mà mình nằm mọi người thấy không, cái size này nó khá là lớn, do vậy em là từ 70 kg đến 80 kg đổ lên thì mọi người có thể ngồi cái ghế này nha. Đó, và chiều ngang của nó sẽ là vào là 88 à, bên trong thì nó sẽ vào là 69,5 này. Và mình hiện tại đang nặng là nặng tới 70 kg mọi người. Mình nặng 70 kg, do vậy mọi người tầm 70 kg đổ lên thì ok, xài cái loại này nó rất là thoải mái nha. Rồi, chào cả nhà đến với sườn gỗ một gia đình nha. Mọi người có thể mua cái ghế này về thư giãn rất là thoải mái nha mọi người. Thì với giá cả bên mình báo với mọi người đây, sắp tới đây ấy, thì nó sẽ rất là sốc nha mọi người. Tại vì sao vậy? Tại vì mà sở hữu một cái ghế cắm xe mà 4 giây, 3 giây hoặc ghế gõ 3 giây hay 4 giây với một cái giá rất là hợp lý nhá. Đây cho mọi người xem. Thì hàng này á, bên mình sẽ xài là xài cây căm, mà căm là căm không pha nha mọi người. Tức là ở trên thị trường nó sẽ có pha là căm căm Úc hoặc là căm Nam Phi. Đó. Còn dòng này thì mọi người đang coi đây, nếu mà ai đã từng nghe đến tiếng căm Việt Nam rồi ấy, thì căm Việt Nam, căm Lào, Campuchia thì nó rất là chắc cho mọi người. Để cho mọi người xem cái vân trước đi. Đây là cái sở hữu này, đây cái rèn dây này mọi người thấy không, rất là đẹp nha mọi người. Sở hữu dòng vân của cây là cây căm Đông Nam Á, rất là đẹp nha mọi người. Đó, phần tay này mọi người thấy không, tay đúng theo kiểu của cái sớ cây ấy, là nó như cây gỗ đỏ Lào với gỗ ở Việt Nam mọi người thấy không. Cái sớ nó rất là bé, cái cây căm nó cũng vậy nha mọi người, sớ nó rất là bé luôn, nhưng mà chẳng qua là cái màu của nó ấy, nó sẽ hơi bị mờ hơn thằng gõ một xíu, và cái màu cây về sau về lâu về dài thì nó sẽ ra cái màu kem kem. Đó. Và nó không ra một cái màu phải màu đen thui lùi đâu nha mọi người. Hàng đúng chất cây ấy, thì mọi người xài ấy, là nó chỉ ra cái màu nó hơi sậm xuống một xíu thôi, chứ không phải là nó đen thui luôn, hoàn toàn không có đen thui ở đây đâu nha mọi người. Đó. Và hàng căm ấy thì mọi người biết là nó sẽ cứng hơn là hàng gõ luôn, chỉ nhắc lại mọi người là cứng cả hàng hơn hàng gõ nha mọi người. Mọi người thấy không? Thì nếu mà hàng căm thì mọi người xài ấy, thì nó sẽ nó đôi chút. Đây mọi người thấy không? Đó, nó là hàng không được đẹp thôi. Nhưng mà những cái này ấy, thì nó sẽ là cắt cây ra ấy, thì nó sẽ có sẵn ở trong cây là, nên mọi người đừng có lo nha. Tại vì sao vậy? Tại vì cây căm như mình nói mọi người là rất là cứng, những cái lỗ bé như vậy ấy, nó sẽ không có ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Không, xin nhắc lại mọi người là không có ảnh hưởng gì hết. Và đấy là điều rất dễ nhận biết ở cây cam. Đây cho mọi người xem này. Và là những cái lỗ nhỏ. Tại vì sao vậy? Tại vì cây căm kỳ này nó không có cây lớn, do vậy nó sẽ có một chút lỗ như vậy. Đó. Nhưng mà đổi lại với cái giá thành của nó thì nó rất là mềm nha mọi người. Nó chỉ có giá là 3,9 triệu cho cái cây này thôi. Đó. Chỉ có 3,9 triệu mọi người sở hữu 50 năm. Đấy không ạ? À? Chất cây là cây gỗ gõ mọi người xài 50 năm vẫn không ảnh hưởng gì nha. Đó. Còn đây là cho mọi người xem hàng cây gỗ gõ này. Hàng cây gỗ gõ này thì chất cây thì mọi người có thể thấy là cái tông màu của nó sẽ hơi sáng hơn, mà mai mốt nó sẽ hơi đỏ đỏ lại một xíu nữa nha mọi người.
Và cái thiết kế thì mọi người có thể thấy là thiết kế ngả ra này, mọi người thấy không? Những cái ghế dày thường thiết kế ngả ra sẽ nằm rất là thoải mái và rất là sướng mọi người. Hàng gõ thì nếu mọi người yêu thích cái sự đẹp ấy, thì mọi người có thể qua cái hàng gõ. Tại vì cái tỷ lệ mà bị lỗi cây nó sẽ rất là ít nha mọi người. Mọi người thấy không? Mình nói chỉ là tỷ lệ lỗi cây rất là ít thôi nha, chứ không phải là không có nha mọi người. Hả? Tay cột vân lên rất là đẹp, mặt tiền là lên sáng láng nha mọi người. Và giá của chiếc ghế gỗ này thì nó sẽ mắc hơn nha, nó sẽ là 4.200.000. Đây, và nếu mọi người thấy cái size kia nó vẫn chưa đủ. À, mình quên chưa đo cho mọi người kích thước. Kiểu này thì mình sẽ nói là kiểu xài 3 dây. Tức là phía sau này, mọi người thấy không? Nó sẽ xài là xài 3 cái dây. Ở ngoài thị trường chỉ xài 2 dây thôi nhá mọi người. Xin nhắc lại mọi người chỉ xài 2 dây thôi. 2 dây này thôi. Còn nhà mình thì mọi người có thể thấy là ngày càng cải tiến chất lượng. Do vậy là bên mình luôn đại khái là người ta đua nhau giảm giá để bóp chất lượng lại, còn mình đua lên tăng giá để chất lượng nó lên một mức độ hoàn thiện với cái giá hợp lý cho mọi người. Tức là mọi người có thể coi những cái sản phẩm này, mọi người có thể đi so cái chất lượng của mình so với chất lượng của người khác và coi cái giá xem của mình nó sẽ như thế nào. Do vậy mình có thể cam kết với mọi người là cái chất lượng đi kèm với một cái giá rất là hợp lý cho mọi người. Đây cho mọi người xem cái ghế dây này nữa này. Thì đây mọi người có thể thấy là cái cây căm xe thì nó sẽ đôi chút bị lỗi, đây là cho mọi người xem này. Nó sẽ có đôi chút bị lỗi nha. Nhưng mà như mình nói với mọi người là nó sẽ không có ảnh hưởng gì nha mọi người. Cái cây căm xe thì mọi người biết rồi đấy, nó rất là nặng và rất là do cái lõi của nó cứng ấy. Nên mọi người xài những cái căm xe này là cực kỳ bền luôn. Một tí sẹo của nó không thành vấn đề gì so với chất lượng của nó nha mọi người. Còn đây mọi người. Và cái giá chiếc ghế này 4 dây này nó chỉ có là 4.200.000 thôi nha mọi người. 4 dây ghế căm mà mọi người thấy không? Đó, chỉ có 4.200.000 thôi. Còn này mọi người nếu muốn hàng đẹp đẽ xinh đẹp thì mọi người có thể coi xài qua hàng gõ. Hàng gõ thì tỷ lệ lỗi thì nó rất là thấp. Mặt mũi mặt tiền nó rất là đẹp không ạ? Và giá của chiếc ghế dây 4 dây gỗ gõ này nó sẽ là 4.900.000 nha mọi người. Cái 4 dây này. Và đặc biệt hơn là toàn bộ những cái sản phẩm bên mình ấy, đều là thiết kế bánh xe khóa nha mọi người. Tức là mình có khả năng mình khóa lại được. Để cho mọi người xem này. Đó, bánh xe khóa. Nó mở này, ọp này. Đó. Khóa lại được nha. Do vậy là nó sẽ an toàn hơn cho trẻ nhỏ khi mà mình đùa giỡn ở trên đây nè. Mình thấy là nhiều đứa nó hay đẩy nhau chơi đẩy xe mọi người. Thì mọi người có thể khóa lại để cho nó tăng sự an toàn nha. Và mình xin báo dạy giá một lần nữa cho mọi người nha. Cái cam xe là nó sẽ là 3.900.000. Cái dây cũng có 3 dây nó sẽ là 4.200.000. Cái dây cam 4 dây nó sẽ là 4.200.000 luôn. Và cuối cùng là ghế dây gỗ gõ đỏ 4 dây nó sẽ là 4.900.000 nha mọi người. Và đừng quên là những cái sản phẩm này giao tới mà không giống như mô tả thì mọi người trả hàng cho mình hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Xin nhắc lại mọi người, bên mình cam kết chất lượng, giao tới tận nhà cho khách hàng, kiểm tra hàng hóa, nếu không giống mô tả thì trả hàng miễn phí nha. Cần tư vấn gì thêm thì mọi người có thể gọi lại số điện thoại bên dưới. Và nếu thấy sản phẩm mình đẹp, chất lượng thì mọi người có thể like cho mình một cái nha. Rồi, xin chào mọi người.